Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây các xe tải lưu động chở thực phẩm tươi sống, hải sản, cá, thịt, rau củ quả, hàng đông lạnh xuất hiện nhiều tại các địa điểm thuận lợi trên địa bàn tỉnh, nhất là những tuyến có nhiều nhà máy, khu đông công nhân. Những chiếc xe bán tải lưu động được bày bán vô tội vạ trên đường giao thông. Xe lưu động này luôn có ở bất cứ chỗ nào, ngay cả hành lang, lòng đường, vỉa hè hoặc trước cổng các công ty đều được sử dụng là điểm bán hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, không ai dám chắc những hộ kinh doanh kiểu này có thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an toàn giao thông đường bộ. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ là yếu tố dẫn đến nhiều rủi ro cho người điều khiển xe máy. Vào những ngày mưa to, gió lớn, người lái xe cũng nên trang bị cho mình những kinh nghiệm cần thiết để việc di chuyển được an toàn, tránh gây ra tai nạn không mong muốn. Chọn lựa và mang theo áo mưa gọn gàng giúp điều khiển xe dễ dàng hơn, tránh bị vướng víu, khuất tầm nhìn. Khi trời mưa to, gió lớn sẽ khiến trời tối nhanh hơn bình thường, dẫn đến tầm nhìn bị hạn chế. Do đó, khi lưu thông trên đường, bạn nên bật đèn xe để giúp những người chạy xe ở phía đối diện và phía sau có thể nhận biết một cách dễ dàng. Nếu giữ khoảng cách và tránh đi song song với ô tô, đi gần với ô tô trong ngày mưa bão sẽ khiến bạn dễ bị ngã do lực sóng rất mạnh khi ô tô chạy nhanh. Do bị hạn chế tầm nhìn hai bên của ô tô nên sẽ rất nguy hiểm nếu như các bác tài không nhận ra bạn đang chạy bên cạnh. Mặc dù thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh đã mở nhiều đợt ra quân chuyên đề về xử lý người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia có chiều hướng gia tăng. Ghi nhận tại các địa bàn khu vực có nhiều quán bar, nhà hàng quán ăn, tại một số địa phương có nhiều người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia mà không thấy có lực lượng kiểm soát xử lý vi phạm. Tuy nhiên, với số người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, nhiều người vẫn chủ quan với tâm lý, tiện thể, di chuyển quãng đường ngắn, khó bị phát hiện, xử lý, nên vi phạm xảy ra thường xuyên hơn. Trên tuyến quốc lộ 5 là địa bàn tập trung nhiều công ty, khu công nghiệp, chiếm lượng lớn công nhân. Trong số các trường hợp, xe máy vi phạm nồng độ cồn, có nhiều người vẫn đang mặc đồng phục công nhân. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tiến hành triển khai các biện pháp đồng bộ và tăng cường lực lượng cũng như là phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để tiến hành xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng hóa quá tải, cơi nới kích thước thành thùng. Với đặc điểm tình hình trên tuyến quốc lộ 5 rất nhiều khu công nghiệp, trong đó tập trung rất nhiều công nhân và đa số cái lượng công nhân này đều có quê quán thì ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Do đó thì tình trạng người điều khiển phương tiện xe mô tô là công nhân của các công ty trong các công nghiệp vi phạm về nồng độ cồn có dấu hiệu gia tăng trở lại. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 2.667 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, đã lập biên bản xử phạt 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng người sử dụng rượu bia tại các khu đô thị có đông quán ăn nhà hàng vẫn còn xảy ra. Để tiếp tục thực hiện giảm các tiêu chí về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ mở nhiều đợt ra quân triển khai các kế hoạch chuyên đề về xử lý xe vận tải hành khách, xe container, xe chở hàng quá tải, vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ trên các cái tuyến địa bàn, hình thành được cái thói quen đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã huy động trang thiết bị phương tiện, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông cần tập trung kiểm tra là người điều khiển phương tiện, xe mô tô, ô tô tại các tuyến giao thông chính trong đô thị quốc lộ trọng điểm. Các tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tuyến đường tỉnh, huyện, liên xã, các tuyến địa bàn giáp danh, khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự, ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.